Kính thưa đoàn chủ tịch, kính đoàn chủ tọa, kính thưa quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp ạ. Sau đây em xin trình bày một số lưu ý về liệu pháp thở oxy. Như các anh chị đã biết thì liệu pháp thở oxy thì rất là quen thuộc đối với những bệnh nhân hô hấp cũng như là những bệnh nhân ở chuyên ngành khác ạ. Liệu pháp oxy em xin khái quát một chút. Liệu pháp oxy là biện pháp cung cấp khí thở cho bệnh nhân có nồng độ oxy lớn hơn 21%. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là cung cấp nồng độ oxy lớn hơn oxy trong khí quyển là 21% ạ. Thì chỉ định thở oxy là đối với những bệnh nhân giảm oxy máu động mạch, bệnh nhân suy tim, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, bệnh nhân chấn thương nặng hoặc là duy trì nồng độ oxy máu ổn định khi gây mê hoặc hậu phẫu. Thì đã có rất nhiều là nguyên nhân gây giảm oxy, có thể là giảm oxy do khí thở vào khi mà FiO2 nhỏ hơn 21% ạ. Áp lực khí thở vào giảm hoặc là giảm thông khí đối với những bệnh nhân bệnh thần kinh cơ hoặc là quá liều thuốc ngủ, hoặc là có thể do bệnh giảm oxy, giảm cung cấp oxy thứ phát như ở những bệnh nhân xơ phổi, hoặc là giảm oxy do suy tuần hoàn trong bệnh nhồi máu cơ tim hoặc tụt huyết áp và giảm cấp máu động mạch. Với những bệnh nhân có biểu hiện giảm oxy máu thì ban đầu bệnh nhân có thể là thở nhanh, đánh trống ngực, tăng huyết áp. Giai đoạn muộn thì bệnh nhân tím tái, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Thì thở oxy là rất là cấp bách liên tục ngay cho bệnh nhân. Tuy nhiên khi bệnh nhân thở oxy với nồng độ cao và trong thời gian dài thì cái tai biến thở oxy cũng rất là nguy hiểm. Đối với bệnh nhân thở oxy khi mà FiO2 lớn hơn 60% có thể gây ngộ độc oxy, ức chế hô hấp ở những bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân COPD, hoặc là gây ra xẹp phổi do thở oxy với nồng độ cao, hoặc là bệnh lý võng mạc ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là đối với những trẻ sinh non, và đương nhiên là có thể gây ra bội nhiễm vi khuẩn từ những dụng cụ làm ẩm và khí dung. Bên cạnh đó thì ngoài những tai biến có thể xảy ra thì nguy cơ khi cho người bệnh thở oxy cũng có thể là gây ra cháy nổ và nhiễm khuẩn chéo. Việc cháy nổ này có thể xảy ra ngay trong phòng phẫu thuật hoặc là nơi chăm sóc bệnh nhân. Nhiễm khuẩn chéo đặc biệt là ở những bệnh nhân mà thở máy xâm nhập. Em xin trình bày một số cái nguyên tắc sử dụng oxy. Thì chúng ta nên sử dụng oxy đúng liều lượng tùy theo thiết bị, đảm bảo vô khuẩn, phòng tránh khô đường hô hấp thì có thể làm ẩm hoặc là bù dịch cho người bệnh, và phòng tránh cháy nổ. Sau đây em xin trình bày về những bằng chứng mới. Em xin điểm qua một số nghiên cứu gần đây trên thế giới, đặc biệt là những nước châu Âu. Thì ở theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia công bố vào tháng 10, 2018 của Anh, thì thở oxy khi không cần thiết làm tăng tỷ lệ tử vong của người bệnh. Trong bệnh viện khoảng 11 người chết trong số 1.000 trường hợp. Thứ hai là số ca tử vong tiếp tục tăng lên sau 30 ngày nhập viện mà không có bất cứ cải thiện đáng chú ý nào về sức khỏe đối với những bệnh như là khuyết tật hay nhiễm trùng, hoặc là có cái tác dụng rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh. Một nghiên cứu khác của Han trong tạp chí cấp cứu báo cáo năm 2008 thì khoảng 1/3 số bệnh nhân trong xe cứu thương và 1/4 người bệnh trong phòng cấp cứu được chỉ định thở oxy. Tuy nhiên là cái hiệu quả của việc thở oxy cho những bệnh nhân này thì không được báo cáo chi tiết. Theo Daniami năm 2018 thì trong thực hành lâm sàng có tới 50-70% bệnh nhân nặng được chăm sóc đặc biệt và được điều trị quá liều oxy gây ra tăng oxy máu. Và cái việc tăng oxy máu cho người bệnh thì đã để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng. Đó là một số nghiên cứu ở những nước châu Âu. Thì ở Việt Nam và những nước Đông Nam Á thì rất tiếc là chưa có nhiều bằng chứng về việc thực hành thở oxy trong bệnh nhân trong lâm sàng. Sau đây em xin trình bày về một số cái guideline, cập nhật guideline của Hiệp hội Lồng ngực Anh về liệu pháp oxy. Thì theo guideline khuyến cáo, oxy nên được coi là một loại thuốc được kê đơn và quản lý theo chỉ định cụ thể với nồng độ oxy máu và phản ứng của người bệnh được đánh giá thường xuyên và liên tục. Thứ hai là oxy được quy định để làm giảm tình trạng thiếu oxy máu, không chỉ định cho bệnh nhân khó thở. Thì ở đây đã nêu rất rõ là oxy không được chỉ định cho bệnh nhân khó thở
mà chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân khó thở và từ đó là đưa ra cái liệu pháp oxy cho phù hợp, giúp bệnh nhân cải thiện tình trạng cho người bệnh. Thứ ba là có một cái cảnh báo cho những bệnh nhân COPD thì chỉ sử dụng oxy cho người bệnh COPD khi nồng độ SpO2 dưới 88%, với mục tiêu SpO2 từ 88 đến 92%, và chỉ định thuốc giãn phế quản kết hợp bằng cách xông khí dung hoặc là dùng dụng cụ xịt hít, thuốc xịt hít. Từ đó thì Hiệp hội Anh cũng đưa ra một số lưu ý cho người bệnh thở oxy. Oxy là thuốc nên được kê đơn và quản lý phù hợp. Thứ hai là việc chỉ định nên được viết càng sớm càng tốt sau khi cấp cứu và ghi giờ bắt đầu thở oxy để giúp cho việc quản lý và đánh giá người bệnh sau khi cấp cứu ạ. Khi người bệnh ổn định thì chúng ta cần đánh giá lại xem người bệnh có cần tiếp tục thở oxy hay không. Tiếp tục theo dõi nồng độ oxy máu là rất quan trọng và có thể được đánh giá qua chỉ số SpO2, và trong những trường hợp cấp cứu thì cũng có thể dùng khí máu động mạch để đánh giá nồng độ oxy máu cũng như các chỉ số khác. Và cuối cùng là nên sử dụng cái biển cảnh báo ạ. Thì ở đây em xin trình bày một số mẫu biển cảnh báo đã được áp dụng ở những nước ở nước ngoài và đặc biệt là những nước châu Âu. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trong một cái biển cảnh báo thì có đầy đủ các thông tin chi tiết như là thông tin cá nhân của bệnh nhân này, và một số những cái lưu ý là bệnh nhân thể hiện được hết là bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh hô hấp mãn tính này, và có nguy cơ là ngộ độc nồng độ các CO2 trong máu trong quá trình mà cung cấp oxy cho người bệnh, cũng như là khuyến cáo là sử dụng nồng độ oxy nào là phù hợp cho người bệnh trong trường hợp cấp cứu. Tuy nhiên là cái thẻ cảnh báo này, ngoài những cái điểm mà rất là tích cực, thì cái thẻ cảnh báo cũng có một số hạn chế, như là khi mà người bệnh hôn mê trong trường hợp tai nạn thì biển cảnh báo này không khi mà người bệnh hôn mê thì bệnh nhân không thể trình bày được cho nhân viên y tế, và từ đấy thì bệnh người nhân viên y tế cũng không chưa biết và có thể là chỉ định oxy chưa phù hợp, hoặc là nhân viên y tế không phát hiện được cái thẻ cảnh báo và người thân không trình báo cho nhân viên y tế. Thì họ cũng sử dụng cái vòng đeo tay, thì các anh chị có thể, các quý thầy cô anh chị có thể nhìn thấy cái vòng đeo tay cũng tuy là đơn giản nhưng mà cũng thể hiện được hết các cái cảnh báo, là đặc biệt là những bệnh nhân mà có cần nồng độ oxy đúng đúng liều ấy. Thì đã một cái nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng là người ta thực hiện trên khoảng 20 bệnh nhân. Trước khi sử dụng vòng đeo tay thì cái số bệnh nhân không được chỉ định oxy phù hợp lên tới 45%. Sau khi được những bệnh nhân này, chính những bệnh nhân này được sử dụng vòng đeo tay thì cái số sau khi lần sau vào viện, những lần sau vào viện, số bệnh nhân mà được chỉ định oxy không phù hợp đã giảm xuống chỉ còn 5%. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được cái sự hiệu quả đối với sự việc sử dụng vòng tay cảnh báo là rất là tốt, rất là tích cực. Và cuối cùng thì em xin điểm qua lại một số lưu ý trong bài trình bày này. Thứ nhất là vẫn còn những quan niệm sai lầm về thực hành chưa đúng cách về liệu pháp oxy. Thứ hai là oxy là thuốc nên được cần được kê đơn và quản lý đúng cách. Thứ ba, chuẩn độ oxy cẩn thận để đạt được nồng độ oxy hợp lý, gia tăng an toàn cho người bệnh. Và cuối cùng là thẻ cảnh báo và dây đeo cổ tay thì có thể giúp người bệnh tránh nguy cơ ngộ độc oxy. Bài trình bày của em đến đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị ạ.